Hải sản đông nhất rồi, giáp giá chỉ có 199.000 mà ăn tôm cua thả ra. Buffet hải sản của nhà hàng Làng Hoa này là cực kỳ nổi tiếng ở Gò Giáp rồi, mà muốn ăn cũng phải đặt bàn luôn nha mọi người. Con cua là lúc nào nó cũng còn tươi sống mơn mởn dày hết nè, mà kiểu nó còn tươi sống quá nên là để lên bàn nó bò bò sao nó rớt dày không nè mọi người. Đẳng cấp thiệt, vượt ngục nha mọi người ơi, bắt đợi được rồi nha. Đến đây thì các bạn nhớ đặt bàn là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai là đến đi sớm nha, từ 5 đến 6 giờ là đất cua siêu nhiều luôn. Và hải sản tươi sống cũng rất nhiều. Quán là để nguyên một cái bể cua với tôm cho mọi người đến lấy luôn. Quán này tôi đi ngang qua rất nhiều lần rồi, bây giờ mới ghé vô được. Tại vì bây giờ tôi mới đặt bàn được. Và một vé là 199 canh, tức là bạn được ăn thả ga luôn. Cua tôm muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Trời ơi, lúc mà tôi mới vô có một cái chị nha, chất con cua lên thành một cái núi luôn á mọi người. Và tất nhiên là quầy live buffet thì cũng có những cái món nướng nè. Cua tôm lấy lên xong rồi nhớ đưa nhân viên lấy dây ra nha. Bắt đầu mình sẽ bỏ vô lẩu rồi ăn. Ngon nhất của cua với tôm á mọi người là mình bỏ lẩu thì nó sẽ tươi hơn, và kiểu như là nó ngọt thịt hơn là mình nướng á. Còn các bạn muốn ăn tôm nướng các kiểu thì ở Vầy Lai vẫn có tôm nướng luôn nha. Tại nói con tôm nó ngập ú gạch như vậy nè mọi người ơi, và thịt con tôm dai và tươi nha mọi người. Tại vì lúc mà mình bắt lên nó còn sống luôn. Thấy có nhiều bạn kêu là đi ăn buffet hải sản về bị đau bụng, nhưng mà thật ra là do rất là nhiều lý do luôn á. Có thể là một cái lý do là bạn ăn quá nhiều hải sản, nó nhiều chất đạm quá là về mình bị đi ngoài là chuyện bình thường nè. Nên là nếu như bạn nào bụng khỏe thì có thể ăn hải sản thôi, còn bạn nào bụng yếu yếu thì ăn nhớ đủ món nha. Hải sản ăn nhiều cũng được nhưng mà nhớ ăn rau các kiểu vô nữa. Chỉ nướng ở đây cũng là nướng trong cái dĩ to nên là các bạn đi đông thì không có sợ là bị thiếu đồ ăn nè. Và tiền thân của quán này là nhà hàng, sân vườn là sẽ có buffet, còn bạn nào mà muốn ăn riêng, gọi món riêng hoặc là đặt bàn á thì có thể ăn trong phòng nha. Phòng lớn nhỏ để các bạn đãi tiệc thả ga. Tôi nói tới đây tôi ăn từ tôm luộc rồi tới tôm nướng nha, rồi thịt nướng ở đây nêm nếm cũng rất là vừa vị nữa. Nên cái hôm tôi đi là bàn đông rồi, tới tận 9 giờ luôn á, thấy món vẫn được phiêu lên rất là nhiều. Ở đây là nhà hàng Làng Hoa, 84 Nguyễn Nhân Khói, phường 11 Gò Giáp. Ở đây không gian rất là rộng luôn, chuyên về các tiệc thôi nôi báo hỷ các kiểu nữa.